Anh Khang và Quỳnh Trang xin được gửi lời chào thương quý đến quý vị khán thính giả của đài truyền hình Việt TV đang cùng đến với chương trình bản tin buổi tối của đài chúng tôi. Xin được chào Quỳnh Trang. Xin chào quý vị khán giả cũng như là anh Khang. Hôm nay là bản tin vào ngày thứ ba, 17 tháng 8 năm 2021. Bây giờ thì xin mời quý vị cùng đến với những bản tin chi tiết đặc biệt ngày hôm nay. Bờ biển Nga bắt đầu chủng ngừa vaccine phòng chống Ebola. Các chuyến bay di tản công dân đã được nối lại tại thủ đô Kabul của Afghanistan. Cháy rừng hoành hành tại mạn Nam Pháp Quốc. Tổng thống Joe Biden lần đầu tiên lên tiếng bênh vực quyết định rút quân khỏi Afghanistan. Hoa Kỳ cấp 500 triệu Mỹ Kim để cứu trợ người tị nạn Afghanistan. Và sau đây như thường lệ sẽ là phần thông tin chi tiết mở đầu với bản tin thế giới đến từ Quỳnh Trang. Bản tin thế giới đầu tiên cho hay bờ biển Nga đã bắt đầu chủng ngừa vaccine phòng chống Ebola. Giới chức trách bờ biển Nga vào ngày thứ Hai 16 tháng 8 đã bắt đầu chích vaccine Ebola cho các nhân viên làm việc trong ngành y tế tại thành phố Abidjan sau khi có một người qua đời vì dịch bệnh. Bệnh nhân được xác nhận là một phụ nữ 18 tuổi vốn từng xét nghiệm là dương tính trong ngày thứ Bảy 14 tháng 8 sau khi di chuyển bằng xe bus từ Juna cho tới Abidjan. Đây là ca lây nhiễm đầu tiên được ghi nhận tại bờ biển Nga trong 1/4 thế kỷ. Phát ngôn nhân Tổ chức Y tế Thế giới là Tarik cho biết là người phụ nữ này đã có triệu chứng cách đây 5 ngày. Hiện tại thì các chuyên gia y tế đang nỗ lực tìm kiếm những người từng tiếp xúc với bệnh nhân. Khoảng 200 nhân viên làm việc ở trong ngành y tế, phần lớn làm việc tại nhà thương mà nữ bệnh nhân điều trị đều được chích vaccine. Dịch Ebola truyền nhiễm qua đường máu hoặc là dịch cơ thể, bệnh này có thể lan rộng vì Abidjan là thành phố đông dân. Cho dù đã có vaccine và phương pháp điều trị hiệu quả, nhưng có khoảng một nửa số người nhiễm Ebola sẽ qua đời. Các chuyến bay di tản đã được nối lại tại thủ đô Kabul của Afghanistan. Kính thưa quý vị, bản tin thế giới ngày hôm nay cũng cho biết các chuyến bay quân sự được gửi sang Afghanistan để di tản công dân và nhân viên ngoại giao về nước vào ngày thứ Ba 17 tháng 8 hôm nay đã tiếp tục hạ cánh xuống phi trường quốc tế Kabul sau khi giới chức trách giải tán hàng ngàn người đang cố thủ trong khu vực. Rất nhiều cư dân bản xứ đã tìm đường bỏ chạy sau khi thành phố cuối cùng của Afghanistan, tức thủ đô Kabul, rơi vào tay phiến quân Taliban. Ít nhất là 12 chuyến bay đã rời khỏi Kabul, chở theo nhiều nhân viên ngoại quốc. Sau đó, những người này sẽ được chính phủ của mình đưa về nhà từ các quốc gia trung chuyển như Australia, Abu Dhabi hay là Ba Lan. Được biết, trong ngày thứ Hai 16 tháng 8 hôm qua, tất cả các chuyến bay di tản đều bị hủy bỏ sau khi có đến 5 người qua đời vì các màn bạo loạn ở địa phương. Hai người trong số đó đã bị thiệt mạng vì cố bám vào phần dưới của phi cơ quân sự do Hoa Kỳ gửi sang. Gần 120 người Nepal từng cùng Hoa Kỳ làm việc tại Kabul đã về tới thủ đô Kathmandu. Thủ tướng Anh Quốc là Boris Johnson hiện cũng đã có kế hoạch tổ chức một phiên họp online cùng các thành viên của khối G7 để sớm tìm ra giải pháp giúp cho người dân Afghanistan. Cháy rừng hoành hành tại mạn Nam Pháp Quốc. Lực lượng cứu hỏa địa phương hiện đang nỗ lực chạy đua với thời gian để dập tắt đám cháy rừng tại tỉnh Var thuộc mạn Nam Pháp Quốc. Sự việc đã buộc giới chức trách giải tán toàn bộ người đi cắm trại ở trong vùng, trong bối cảnh nơi này thường có nhiều du khách ghé thăm. Những cơn gió mạnh kèm theo nhiệt độ ngoài trời khắc nghiệt suốt vài tuần qua đã gây ra nhiều đám cháy rừng trong các khu vực ven Địa Trung Hải, điển hình như là ở Tây Ban Nha, Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ, khiến cho các chuyên gia lo ngại hậu quả của tình trạng biến đổi khí hậu sẽ còn tồi tệ hơn. Chính phủ Pháp mới đây đã kêu gọi người dân tránh tiếp xúc với nơi bị hỏa hoạn, bao gồm làng Gonfaron nằm cách thị trấn Saint-Tropez khoảng 30 dặm đường. Khoảng 12.350 mẫu đất rừng đã bị thiêu rụi. Bộ trưởng Nội vụ Pháp sẽ sớm tới thăm Gonfaron trong vài ngày tới đây. Phi cơ chở công dân Pháp quốc đã rời khỏi Afghanistan. Kính thưa quý vị, cũng trong một thông tin liên quan đến tình hình chiến sự đang căng thẳng từng ngày ở Afghanistan, thì chuyến phi cơ quân sự đầu tiên được Pháp quốc gửi sang Afghanistan để đưa công dân về nước vào ngày thứ Ba 17 tháng 8 đã hạ cánh xuống Abu Dhabi. Sau khi an ninh được thiết lập tại phi trường Kabul, nhiều chuyến bay di tản đã có thể hoạt động trở lại. Trước đó, hàng ngàn cư dân bản xứ đã đổ xô đến phi trường để tìm cách di tản ra ngoại quốc sau khi thủ đô Kabul chính thức rơi vào tay phe nổi dậy Taliban, buộc Tổng thống Ashraf Ghani phải bỏ xứ ra đi. Được biết, trong suốt vài ngày qua, Pháp và nhiều quốc gia khác đã phải nỗ lực di tản nhân viên ngoại giao lẫn công dân về lại cố quốc. Rất nhiều người đã chỉ trích Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden vì rút quân quá sớm ra khỏi chiến trường Afghanistan.
Phi trường Kabul hiện là con đường thoát thân duy nhất, nơi này cũng đang nằm dưới sự kiểm soát của Hoa Kỳ. Cơ quan Hồng Thập Tự sẽ giúp đỡ cho những người bị thương tại Afghanistan. Giám đốc cơ quan Hồng Thập Tự quốc tế là Robert Mardini vào ngày thứ Ba 17 tháng 8 đã cho biết ông sẽ làm mọi cách để giúp đỡ cho những cư dân đang còn ở lại thủ đô Kabul của Afghanistan sau khi thành trì cuối cùng này chính thức rơi vào tay các phần tử nổi dậy. Tính tới thời điểm hiện tại thì có hơn 40.000 người ở Afghanistan đang bị thương tích vì chiến cuộc, đồng thời được đưa tới điều trị tại các trung tâm do cơ quan Hồng Thập Tự ICRC điều hành kể từ tháng 6 cho đến nay. Trong 10 ngày đầu tiên của tháng 8 thì ICRC đã giúp điều trị cho 4.042 người sau khi phe Taliban tới chiếm đóng nhiều vùng lãnh thổ trên toàn quốc. Cơ quan Hồng Thập Tự quốc tế cũng không ngừng thương thuyết với phe nổi dậy để tiếp tục duy trì các hoạt động nhân đạo ở địa phương. Nước Ý bắt đầu chích vaccine ngừa coronavirus cho trẻ em 12 đến 18 tuổi. Kính thưa quý vị, chính phủ Ý quốc vào ngày thứ Hai 16 tháng 8 hôm qua đã bắt đầu cho phép những người trong độ tuổi từ 12 đến 18 chích vaccine phòng chống coronavirus mà không cần phải lấy lịch hẹn. Các trung tâm chích ngừa tại thủ đô Rome cũng đang thoải mái đón tiếp những người tới chích vaccine. Nhiều trẻ em đã được cha mẹ tháp tùng đến nơi. Hiện tại, giới chức trách cũng đang kêu gọi các tỉnh thành trên toàn quốc ưu tiên chủng ngừa cho những em tuổi từ 12 đến 18 trước khi niên học mới chính thức bắt đầu. Hiện tại, ở Ý quốc cũng đang áp dụng giấy chứng nhận y tế để ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong cộng đồng dân cư. Tính đến nay, có khoảng 40% cư dân ở nước Ý đã chích ít nhất là một liều vaccine ngừa COVID-19 và 23% toàn thể dân số đã chích xong cả hai liều. Vaccine của Moderna và Pfizer là hai loại vaccine duy nhất ở Ý quốc được chấp thuận sử dụng trên trẻ em tuổi vị thành niên. Tiếp theo là phần tin Á Châu. Biểu tình bạo động vẫn đang tiếp diễn tại thủ đô Bangkok của Thái Lan. Lực lượng cảnh sát Thái Lan vào ngày thứ Ba 17 tháng 8 đã được nhìn thấy là sử dụng vòi rồng để giải tán đám đông biểu tình đang giận dữ sau khi có nhiều người quy tụ về trước các văn phòng chính phủ để bày tỏ sự tức giận, cũng như là kêu gọi công lý cho một thành viên trẻ tuổi vừa bị nhân viên an ninh bắn trọng thương. Nạn nhân hiện đang bị hôn mê tại bệnh viện. Phong trào tuần hành đã diễn ra tại trung tâm thủ đô Bangkok giữa lúc lệnh hạn chế đi lại đang có hiệu lực để ngăn chặn sự lây lan của chủng virus biến thể Delta. Đám đông đã không ngừng hô khẩu hiệu đòi thủ tướng Prayuth Chan-o-cha phải từ chức vì không hài lòng với chính sách giải quyết dịch bệnh của ông. Tổ chức Y tế Thế giới ước tính số người nhiễm bệnh tại Thái Lan có thể vượt qua mức 1 triệu người trong tuần này. Phía cảnh sát nói rằng họ không hề sử dụng đạn thật để chống lại những người bất đồng chính kiến. Tuy nhiên, kết quả chụp X-ray cho thấy một thiếu niên 15 tuổi tham gia biểu tình đã bị trúng đạn ở đầu. Ngoài ra thì còn có 6 người khác bị thương ở bên ngoài tư dinh của thủ tướng. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin thế giới và tin Á Châu. Xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng. Quỳnh Trang và anh Khang sẽ quay trở lại với quý vị sau một vài thông tin thương mại.